Okay, xin chào các bạn. Thì mình bên cái shop mặt hàng đã qua sử dụng này. Đây là cái số điện thoại của bên mình ha. 0384169979 ha. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp một cái camera mà hiện tại là bên shop mình đang bán ha. Thì đây là một cái thẻ nhớ. Thì khi mấy bạn mà mua camera bên mình thì bên mình sẽ tặng kèm một cái thẻ nhớ 64GB. 64GB ha. Thẻ nhớ chính hãng của hãng IMAO luôn. Thì khi nào mấy bạn nào mà ở khu vực tỉnh Bình Dương á thì khi mua hàng á của bên cái shop mà hàng đã qua sử dụng thì bên mình sẽ lắp đặt tận nơi. Có mấy bạn mua hàng qua shop B Sen Đỏ hoặc là trên cái kênh mà Facebook hoặc là YouTube của bên mình thì bên mấy bạn thanh toán thì bên mình sẽ có kỹ thuật tới lắp đặt tận nơi ha. Rồi, đây là một cái camera mà có cái tính năng là xoay theo chuyển động hú còi nữa nha. Đây ha, đây là những cái tính năng của nó ha. Đấy, những cái tính năng của nó, đây là những cái tính năng của camera này đó. Rồi, cái camera này thì nó có cái mã là, để mình coi cái mã của nó coi. Rồi đây, camera này nó có cái mã là ABC gạch ngang TA22CB ha. Hãng này thì camera này thì bên mình bảo hành là 2 năm ha. Bên mình bảo hành 2 năm ha. Bạn nào đi mua hàng thì liên hệ số điện thoại này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cái camera này ra. Rồi, rồi khi mở hộp ra thì mình sẽ thấy ngay là một cái camera ha. Camera đây được bỏ trong cái bịch xốp màu trắng ha. Rồi, đây là cái camera. Camera này nó xoay nè, nó xoay tới xoay lui này, lên xuống này ha. Rồi, ở dưới này á nó sẽ có một cái khe gắn thẻ nhớ nè, khe gắn thẻ nhớ và cái nút reset ha. Thì cái thẻ nhớ mình đã gắn sẵn trong này rồi, hoặc là khi mà mấy bạn mua hàng thì mình sẽ gửi cái thẻ nhớ về về mấy bạn tự gắn luôn. Bình thường thì mình sẽ gắn thẳng trong cái con camera để về mấy bạn không biết gắn rồi gắn lộn là nó kẹt thẻ nhớ ha. Rồi, quay sơ bộ. Đây, camera này thì nó có loa ha và cấp nguồn bằng cái cổng là micro USB ha. Rồi, của hãng IMAO ha. Camera này bên mình bảo hành là 2 năm. Rồi, mình sẽ để đây ha. Sẽ để đây. Để đây ha. Rồi, trong này có gì? Trong này nó có một cái này là gì? Này là sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng thì nó bằng là tiếng Anh. Tiếng Anh. Rồi, sách hướng dẫn sử dụng bỏ qua đây luôn. Tiếp theo nó cũng là một cái sách hướng dẫn sử dụng nữa mấy bạn. Đấy. Rồi, để qua đây ha. Dưới cùng là nó là sẽ là cái gì? Rồi, ở đây hết ra. Mình sẽ để qua đây. Cái miếng này là mấy bạn để làm gì không? Miếng này là nó có hai cái vị trí là bắt vít này. Thì miếng này mấy bạn mà gắn camera ở vị trí nào á, thì mấy bạn dán miếng này và mấy bạn khoan ngay hai cái vị trí này. Thì sau đó mình sẽ bắt cái bát để gắn camera lên. Rồi, trong này thì nó có thêm một cái bộ vít tắc kè, gồm ba con vít và ba con tắc kè ha. Rồi, đây nó có gì? Đây có một cái sợi dây USB. Như nãy mình đã nói á, thì ở đây nó có một cái bát này. Cái bát nó có hai cái lỗ thì nó sẽ ăn với hai cái vị trí này. Đó ha. Khi mấy bạn bắt lên thì bắt cái bát này, thì cái bát này được gài dưới cái chân đế của con camera. Ở đây là cái dây dây nguồn. Dây này thì nó dài chắc khoảng là 1 mét á. Rồi bỏ vô cái bị này luôn, full ni lông ha. Rồi, ở đây là nó có một cái cục cấp nguồn cho camera. Thì cái cục này nó có cái điện áp là 5V 1A và 5W ha. Rồi, đây. Đây là cổng USB-A ha. Rồi mình sẽ để đây. Rồi, tóm lại là khi mấy bạn mà mua về á thì mình mở ra, mở ra thì nó sẽ có những cái thứ này đây, đó, tất cả của nó là gì?
Đây là cái hộp của nó ha. Đây là cái hộp của nó. Đây, cái hộp của nó đây ha. Đây. Đây cái hộp của nó ha, mình sẽ để lên đây. Để đây ha. Rồi. Khi mấy bạn mà mua về thì nó sẽ có trong cái hộp, nó sẽ có là một cái dây nguồn này, một cái miếng dán chân đế này, cái đế bắt camera, bộ vít tắc kê, cái cục cấp nguồn cho camera, cái thẻ nhớ 64GB và cái camera ha, camera đây. Camera này thì trên cái phần mềm mấy bạn sử dụng phần mềm Emulai để là cài đặt của nó ha, để cài đặt cho nó. Đó. À, dưới này nó có cái mã QR đây. Đấy. Thì như hồi nãy mình nói là cái đế này mình sẽ gắn dưới này. À, sẽ gắn dưới này nè. Đó mấy bạn. Đó, vậy là nó dính ha, vậy là nó dính ha. Rồi. Vậy là nó dính. Rồi. Cái camera này á thì bên shop bên mình đang bán á. À, nếu mà bên mình mà lắp đặt tận nơi ở tỉnh Bình Dương á thì bên mình sẽ bán rồi mới cái giá là 1.500.000 đồng ha. Còn bạn nào mà mua về tự lắp á, thì liên hệ số điện thoại này, mình sẽ báo giá tốt cho mấy bạn. Rồi, kết thúc video ở đây. Nếu mà mấy bạn nào thấy cái video của mình có ích thì nhấn nút đăng ký kênh, like, share video giùm mình ha.